Đây, bữa nay giới thiệu con EV 2006 Vicino có đề. À, đã không? Có dây nguồn xà luôn nha, có dây cậu sẵn vô bình sẵn nè. Con có bấm đề là chạy nè. EV 2006. Dung tích lên là 1181 cm khối, 200 kg. Bô treo. Con này là con kéo cổ cái đồ ha, cái cũ phát điện hay là kéo cối là vô tư luôn. Quá đẹp luôn nè. EV 2006 có đề. Này đẹp rồi không? Này là hàng Việt Nam chất lượng cao à, bô treo luôn. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. EV 2006 có đề. EV 2006 có đề, bấm đề và chạy thôi bà con, bô treo luôn nè. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.